Chúng ta tiếp tục đến với câu số 33, là một câu về sóng rừng. Đây là một câu quen thuộc. Câu này thầy cũng đã chữa ở trong khóa luyện đề, cũng đã chữa rồi. Khóa kít 2 cũng có rồi, khóa kít 1 cũng có, và kít 3 cũng có. Đấy. Mỗi một cái giai đoạn trong môn thì thầy đều dẫn lại bài toán như thế này. Như sau này, cho dữ kiện này, sóng rừng có khoảng cách hai nút liên tiếp là 6 cm. Chỗ này chúng ta biết lambda này bằng 12 rồi. Cho biết tần số F, biên độ của bụng thì bằng 3 cm. N là một nút sóng, CD là hai điểm và hai bên của N, cách N lần lượt là 10.5/7. Lát này chúng ta phải quy đổi cái 10.5/7 sẽ làm bao nhiêu, là bao nhiêu của lambda. Tạo một thời điểm T1, C có ly độ là 1.5 và đang hướng về vị trí cân bằng. Như vậy dữ kiện này chắc chắn là phải chuyển hóa qua đường tròn để chúng ta kiểm tra nhé. Thì tại điểm T2 bằng T1 cộng 79/40. Chỗ này lát nó sẽ lại bắt theo gì nhỉ? Bắt theo chu kỳ T, xem là nó là sau đó là bao nhiêu một chu kỳ. Đó, thì lý độ của đây là bao nhiêu? Vậy chú trước tiên chúng ta vẽ hình đã. Vẽ hình. Đó, thầy cứ vẽ một vài bó thôi nhé. Đây là nút đi. N đây. N là nút. CD ở hai bên của N. Trước tiên là mình phải tính được cái lambda đã. Ta có lambda của ta thì bằng lambda trên 2 bằng 6 với lambda bằng 12 cm. Suy ra em quy đổi luôn cho thầy nhé. Các cái đoạn CN này bằng bao nhiêu và DN này bằng bao nhiêu, là khoảng cách từ điểm C và điểm D đến nút sóng tương ứng nhé. Nào, ta lấy muốn biết bao nhiêu, lấy 10.5 chia cho 12 thôi. 0.875 à, 7 lambda trên 8. 7 lambda trên 8. Còn DN 7/12 rồi, 7 lambda trên 12. Vậy một thằng là 7/8 và một thằng là 7/12. 7/8 này xít được một lambda nhé. Ở đây đây là một lambda này. Nhưng mà nó chỉ còn thiếu gì nhỉ? Thiếu lambda trên 8. Đây. Vậy điểm C của ta vị trí này. Khoảng cách này của ta là bằng lambda trên 8. Như vậy điểm C cách cái nút gần nó là một khoảng lambda trên 8. Vậy biên độ của thằng C AC sẽ bằng A căn 2 trên 2 đúng không nhỉ? A căn 2 trên 2 tức là 3 căn 2 trên 2. 3 căn 2 trên. Đó là biên độ của thằng C. Tiếp tục với thằng D, 7 lambda trên 12. Đây, sang bên này nhé, hai bên nhé. 7 lambda trên 12 thì nó chính là bằng lambda trên 2. Sang đây là điểm này cộng thêm lambda trên 12 nữa. Như vậy đây của ta là điểm D đây. Đoạn này của ta là lambda trên 12. Lambda trên 12 với AD của ta, biên độ của thằng D nó sẽ bằng là A trên 2 tức là 3 trên 2 là 1.5. Như vậy thầy đã suy được hai cái biên độ của thằng C và biên độ của thằng D nhé. Đấy, cái này là 1.5 căn 2 này, 1.5 căn 2. Như vậy em lại thấy tiếp là tại một thời điểm bất kỳ nào đó thì tỷ số từ ly độ của thằng C với ly độ của thằng D nó bằng âm hai cái biên độ. Một thằng thì nằm ở bó chắc và một thằng nằm ở bó lẻ, đúng không nhỉ? Một thằng đi lên, một thằng đi xuống. Như vậy ta dễ dàng suy ra nhé. Rồi ta dễ dàng suy ra là ngay giữa cái biên độ thì em có ngay UC trên UD, bất kỳ nào đó nó luôn bằng trừ khoảng AC trên AD. AC chia cho AD. Vậy nó bằng trừ căn 2. Cái này sẽ luôn đúng. Bất kỳ thời điểm nào cũng vậy. Bất kỳ thời điểm nào. Như vậy để tìm cái ly độ của thằng D ở cái thời điểm T2 thì thầy sẽ tìm cái ly độ của thằng C ở thời điểm T2, sau đó thì lập tỷ số. Mà đề bài đã cho biết thằng C ở thời điểm T1. Bây giờ chúng ta chuyển hóa qua đường tròn thì chúng ta tính đó thôi. Rồi. Biên độ của thằng C là bao nhiêu các em nhỉ? Đây, 1.5 căn 2. 1.5 căn 2. Thế mà đề bài biết là tại điểm T1 thì nó ở tọa độ là 1.5. Đây là 1.5 căn 2 AC này. Đây là trừ AC nhé. AC là 1.5 căn 2. Tức là căn 2 trên 2 đúng không? Căn 2 trên 2 căn 2 trên 2 ở đây góc 45 độ. Và đang gì nhỉ? C là đang hướng về vị trí cân bằng, vị trí của trường điểm trên rồi. C đây. Đây thì gọi là điểm C ở thời điểm thứ nhất là C1. C ở thời điểm thứ nhất là góc 1. Góc này lưu ý là 45 độ. Góc này 45 độ. Góc này 45. Thế tại thời điểm T2, T2 thì bằng T1 cộng 79/40. Chúng ta tách ra thôi. T2 thì bằng T1 cộng 79/40. Thì em quy đổi là theo chu kỳ đi. Chu kỳ của ta là bằng 1/5 chia đi 79/8T. 79/8T nó bằng T1 cộng 79
phần 8 chu kỳ T. Thì cần tách ra cho thầy thành T1 cộng với 72 là 9T. 9T cộng 7T trên 8. 7T trên 8. Thế bắt đầu đi từ thời điểm này. Thời điểm này đang hướng về vị trí bằng đúng không? Ồ, thì sao? Thời điểm này. Sau đó 9T. 9T bắt đầu đó nha. Cho hẳn thêm một T nữa. Tức là thì chỗ này thì cộng như này đi. Bằng là T1 cộng với 10T đi. 10T là trừ đi T trên 8. Chân ta cho nó quá hạn đi 1T. Nó bớt đi T trên. Bớt đi T trên 8. Tức là bớt đi góc 45 độ. À C1 ở đây. Đúng không? Sau thì nhỉ? Sau 10T hay là sau 9T nó ở đây. Và chạy thêm 7 phần 8 chu kỳ nữa. Tức là quét là mỗi góc bao nhiêu nha. Tính cái này đi. Ở đây thầy tính bằng cách là bớt đi cho dễ nha. Bớt đi T trên. Bớt đi T trên 8. T trên 8 nó bớt được góc 45 độ. Nó ở đây này. Và C2 của ta sẽ ở đây. C2 ở đây. À, như vậy từ hình vẽ ta suy được ngay UC2, UC2 nó sẽ bằng đúng biên độ của nó luôn là 1,5 căn A. UC2 đúng bằng 1,5 căn A. Đấy lắp vào đây 1,5 căn A vậy suy ra được ngay UD2, UD2 nó bằng UC chia đó trừ căn 2 đi vậy nó bằng trừ của 1,5 cm. Như vậy đáp số của ta là UD của ta thì bằng âm 1,5. Ủa thầy lại không ghi các đáp án đây kìa. Có đáp án đây, đáp án C là âm 1,5 cm. Đây là bài khá là quen thuộc về phần sóng dựng nha, thì nó rồi. Bài này là bài mà chúng ta đã được ôn luyện rồi. Nhưng vào phòng thi, đòi hỏi chúng ta phải tính toán nó thật là